Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và chiếc xe này đã lăn bánh được chuẩn 12,4 vạn km rồi quý bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét này là chúng tôi cam kết là chuẩn. Và chiếc xe này là cái phiên bản đủ quý bạn nhé, phiên bản đủ, phiên bản tiêu chuẩn châu Âu đấy, phiên bản xuất châu Âu. Phiên bản đủ này thì đã được trang bị từ khóa thông minh, đèn nổ start top, điều hòa tự động, cửa sổ nóc. Và đặc biệt nữa là chiếc xe này là 10 túi khí, được trang bị đến 10 túi khí nhé, và tay lái trợ lực điện quý vị bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 308 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2009 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2009 phiên bản 10 túi khí này. Mời quý vị và các bạn.
Thank you.